Xin chào các bạn. Nhân dịp bộ phim Black Panther 2 Wakanda Forever mới được công chiếu trong thời gian gần đây, là một fan Marvel chân chính, hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm mô hình chiến binh bão đen Black Panther. Bắt đầu thôi. Đầu tiên thì chúng ta sẽ cắt rời các chi tiết của bộ kit ra nhé. Đây cũng là một mô hình tương đối đơn giản và cũng không có quá nhiều chi tiết. Bây giờ mình sẽ dùng một cái bút hết mực để tạo các cái nếp gấp cho các phần chi tiết này nhé. Và giờ chúng ta sẽ bắt đầu dán phần đầu. Vậy là đã xong phần đầu của mô hình Black Panther của bạn. Tiếp theo là mình sẽ dán phần ngực.
Vậy là chúng ta đã có một mô hình chiến binh báo đen Black Panther cực ngầu phải không các bạn? Chúc các bạn thành công! Wakanda forever!